Hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện buồn, kết thúc một cuộc tình dài 20 năm. Mà đã buồn thì phải nhậu. Hôm nay bia không cay, nhưng mà lòng nó cay. Ai buồn thì cũng có buồn, nhưng mà thôi, coi như là có một cái cơ hội tốt để cho mình chấm dứt, để mình không dây dưa, để mình không dính dáng về sau này nữa, và mình sẽ mở ra một cái hướng đi khác, biết đâu nó còn tốt hơn. Không phải lúc nào mất cũng là xui, giống như coi một cái câu cái câu chuyện chưa chắc đâu ba đó. Bị gãy chân chưa hẳn là xui, mà nhờ gãy chân thì không phải đi lính đó, đại loại là chuyện như thế này là vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, nó rơi vào một ngày chủ nhật, là một ngày tinh thần sảng khoái của bao nhiêu con người, ai cũng mong ước đúng không? Thì cái ngày đó là cái ngày mình nhận được hung tin, coi như là thay đổi mọi cái quyết định của mình luôn. Đó là tin từ ông YouTube. YouTube mà nó gửi cái giấy báo tử đến ai ấy, thì không có ai vui cả. Chả là từ thời xưa đó thì mình có làm cho cái trung tâm, về có rất là nhiều dự án để chuyển đổi sách giáo khoa, rồi sách nói chung là các tài liệu mà liên quan đến những cái lĩnh vực, những cái trường mà người mù có thể đi học được. Thì cái đó là mình cũng phải làm trên dự án, cũng phải kêu gọi tài trợ, cũng phải có tiền mới mới đầu tư con người này kia để mà mình chuyển đổi khoảng một gần nghìn cuốn sách. Thì 1.000 cuốn sách đó nó tương đương chuyển ra thì cũng khoảng mấy nghìn file. Thì sau khi mà làm xong cái dự án đó thì một ngày đẹp trời không có tiền để trả cái tiền thuê host. Hồi xưa là đăng trên trên website thì mới bị vô hiệu hóa. Thì sau đó mình mới trăn trở, mình nghĩ và bây giờ làm sao chứ, bây giờ mấy năm trời bỏ công sức vô đây mà bây giờ không có nơi để mà lưu trữ cái này mà xem. Còn mà nếu mà cứ phải trả tiền hàng năm mấy triệu bạc như vậy thì tiền đâu ra trả hoài. Mình thì đi xin tiền, không có đầu vô, chỉ có đầu ra thôi. Thì đó không phải là giải pháp lâu dài và bền vững. Thì mình mới tìm đủ mọi cách và mình sợ tất cả những cái thông tin, những chỗ nào có thể cho lưu trữ MP3 miễn phí và vô thời hạn. Sau cùng thì mình chọn đến YouTube, và để chuyển đổi được những cái file như vậy á, thì mình cũng phải mất khoảng nửa năm trời để mình chuyển những cái file từ MP3 và mình giả lập nó thành video mới đăng lên được YouTube. Thì cứ nghĩ là đăng lên đó thôi rồi ai cần, mà mình nghĩ là đa số là người người mù họ mới cần nghe, còn người sáng họ nghe thì chẳng qua là họ nghe thêm thôi. Còn đối với những người đi học thì chắc chắn tài liệu họ vẫn phải mua. Tại vì những cái sách mà mình làm đa số là tài liệu học tập. Thì khi mà một cái người nào đó đi học thì bắt buộc phải mua tài liệu rồi. Thay vì họ về họ mua về họ vẫn phải có tài liệu. Mặc dù họ không đọc nhưng họ vẫn phải mua. Tại vì khi mà làm bài kiểm tra hoặc là những cái gì đó họ vẫn phải có để mà họ làm chứ. Còn nghe thì chẳng qua là thay vì họ phải bỏ thời gian ra họ ngồi họ đọc, thì có kênh của chúng tôi chỉ là giúp cho họ họ có thể vừa làm việc khác, vừa làm việc nhà, vừa nấu ăn, vừa nghe. Họ họ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Rồi có khi họ đi ngủ, họ cũng có tranh thủ họ nghe được, họ không cần phải mở đèn. Cũng nói chung là rất là tiện lợi. Nhưng mà tôi nghĩ nó không có giảm đi cái doanh thu đáng kể đến mức mà phải làm thiệt hại cho nhiều người như vậy. Bởi vì làm thì chúng tôi cũng xoay vào những cái tài liệu học tập, thì cái việc mà làm giảm cái doanh thu nó không có đến mức mà lên tới thiệt hại tiền tỷ được. Tôi nghĩ vậy. Bằng chứng là những cuốn sách có khi tôi đăng 10 năm rồi bây giờ nó vẫn cũng chỉ có vài view thôi. Còn cái mức trung bình những cái sách tài liệu á, nó vào khoảng mấy chục view đến 100 view. Chỉ có vài cuốn
mà không phải toàn bộ cuốn, mà chỉ có một file duy nhất trong vài cuốn nó mới lên được vài nghìn view, thì điều đó chứng tỏ rằng người ta nghe nhỡ lỡ nghe một cái file thôi, họ thấy không không thích thì họ đã đi ra mất rồi. Chứ nếu mà những ai thích thì họ sẽ bắt đầu họ đi tìm những cái chương 2, chương 3 và những chương sau đó. Nếu mà một cuốn sách mà tất cả các file đều rải đều cái số lượng view á, thì cái cuốn sách đó mới thực sự hấp dẫn người người nghe. Còn nếu mà một cuốn sách nó chỉ có một file duy nhất, nó có số view khủng, còn những file phía sau nó lại không có view, thì điều đó chứng tỏ cuốn sách đó họ cũng không quan tâm. Bây giờ không đọc cho họ nghe, họ cũng chả thèm quan tâm. Thì qua nhiều năm theo dõi như vậy thì tôi khẳng định rằng cái việc mà đọc sách ở cái kênh của tôi, sách của kênh tôi, sách tài liệu, tôi nhấn mạnh ở đây là sách tài liệu chứ không phải là dạng sách suy ngẫm. Nếu là dạng sách suy ngẫm, đắc nhân tâm hoặc là cửa sổ tâm hồn hoặc là những cái sách mà nó thuộc về kỹ năng á, hoặc là những cái bí kíp cẩm nang á, thì những sách đó mới làm thiệt hại doanh thu nó nặng mà thôi. Tại vì người ta không đi học, người ta vẫn nghe được, nhất là những ai mà đọc mà hay nữa thì họ đâu cần mua sách. Họ cứ dùng cái sách đó họ nghe thì cái đó mới làm thiệt hại nặng. Còn những cái sách mà nó liên quan đến lĩnh vực học tập á, thì nó có giảm, nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng không đáng kể, nó không đáng chút nào cả. Thì tại sao tôi nói dài dòng như vậy? Để cho các bạn hiểu rằng khi mình làm mình cũng có nghĩ tới nhiều vấn đề khác rồi, mình cũng nghĩ cho người khác rồi, chứ không phải là mình làm để mà cắt đập vỡ nồi cơm của người khác. Thì tôi nghĩ những ai mà muốn làm YouTube về mảng đọc sách nên nghe hết clip này để có cái hướng quyết định cho đúng. Tôi không biết câu chuyện này nó sẽ dài bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút, mà tôi có rất là nhiều điều muốn nói. Thay vì tôi sẽ cắt ra thành nhiều file, nhưng mà tôi nghĩ rằng để một cục đi, nghe cho nó dễ. Nó tổng hợp hơn, nhiều người không có kỹ năng tìm file, thành ra nghe nửa chừng chất quốc thì nó lại không có ra câu chuyện được. Thì tôi cũng muốn giới thiệu sơ sơ về cái công việc của mình như vậy. Hôm bữa chủ nhật, ngày 28 tháng 6, YouTube nó báo cho tôi một cái mail. Nó bảo là mình bị dính bản quyền một cuốn sách. Thì tuy rằng cái việc mà nhận cái mail bản quyền này không có gì mới với tôi cả. Tôi trước đây tôi đã làm rất là nhiều kênh rồi và cũng đai rất là nhiều kênh rồi. Nhưng mà cũng đã khoảng cỡ vài năm rồi, 5 6 năm rồi mới nhận được một cái mail về bản quyền thì cũng hơi sốc và buồn, rất buồn. Sau đó thì tôi có viết một cái thơ tôi gửi cho cái người đơn vị mà quánh bản quyền tôi á, thì tôi cũng có trình bày. Thơ thì nó rất là dài nhưng mà mình vẫn sẽ đọc hết ở đây, coi như lưu giữ cái kỷ niệm cuối cùng liên quan đến cái nghiệp này. Cái này tôi gọi là nghiệp chứ không phải là nghề. Tôi đâm đầu vào, tôi làm như con thiêu thân, đó là nghiệp của tôi, và tới hôm nay tôi đã chấm dứt được cái nghiệp này. Thì tôi nghĩ tôi sẽ đọc. Ai quan tâm thì họ họ sẽ thấy rằng họ cần phải nghe, còn không không quan tâm thì bạn cũng không cần phải nghe đâu. Nhưng mà tôi vẫn muốn đọc, ok. Sau khi nhận được cái mail bản quyền của YouTube thì tôi có viết một cái lá thư như sau. Tôi nói là xin chào quý vị. Hôm nay chúng tôi có nhận được email thông báo bản quyền về cuốn sách Cẩm nang phương pháp sư phạm từ quý vị gửi. Link video để vô và link kênh YouTube để vô. Rồi, trước tiên chúng tôi rất xin lỗi về sự việc này. Rất mong quý vị thông cảm, lượng thứ bỏ qua và gỡ gậy để kênh không bị ảnh hưởng nặng. Nhân đây chúng tôi cũng xin trình bày, mong quý vị thấu hiểu và nhận được sự lượng thứ của quý vị. Thật ra chúng tôi cũng rất muốn liên hệ các tác giả để xin phép trước khi thu âm đọc sách cho người mù. Nhưng chúng tôi không biết cách thức nào để có thể gặp trực tiếp được tác giả. Vì đây là những sách mà người mù mua để đi học và nhờ chúng tôi đọc giúp chuyển sang định dạng audio để họ có thể tiếp cận và theo học. Vì tiết công sức của mọi người làm các công đoạn cực nhọc để hoàn thành cuốn sách nên chúng tôi mới muốn lưu giữ lại nó, mong là nó sẽ giúp cho các bạn khiếm thị khác nếu cần. Nhưng nay quý vị không đồng ý, chúng tôi cũng đã vào xóa hết mớ sách liên quan cùng chủ đề.
Và rất mong quý vị lượng thứ bỏ qua. Sau này nếu có cuốn nào thuộc bản quyền của quý vị, mong quý vị báo tin để chúng tôi gỡ xuống với hy vọng không làm ảnh hưởng đến kênh. Và nhân đây chúng tôi cũng rất mong nếu quý vị giúp đỡ hướng dẫn cách thức làm thế nào để chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp được các tác giả để chúng tôi sẽ liên hệ xin họ cho phép. Thực sự là chúng tôi không biết làm sao cả chứ không phải chúng tôi không chịu xin phép trước. Hoặc nếu cuốn nào bị dính bản quyền của quý vị, rất mong quý vị chọn phương án nào cho ít thiệt hại nhất. Chẳng hạn như chia sẻ doanh thu, chúng tôi hoàn toàn đồng ý chuyển toàn bộ doanh thu của cuốn sách đó sang quý vị là người thụ hưởng. Chúng tôi chỉ mong được lưu giữ lại cuốn sách để làm tài liệu cho các bạn khiếm thị đi học, cần thì có mà dùng. Vì hiện nay nhóm hỗ trợ đọc sách tình nguyện cho người mù không còn nữa, mà để đọc hoàn thành một cuốn sách cũng rất kỳ công và kén người. Nên chúng tôi tiếc các công sức đã bỏ ra nên muốn lưu giữ lại nó. Và hiện nay YouTube có cho phép tính năng chia sẻ doanh thu nên chúng tôi nghĩ quý vị nếu quý vị đồng ý thì chọn giải pháp này sẽ tốt cho cả hai bên. Chúng tôi tình nguyện đăng không lấy doanh thu từ YouTube, chỉ cần giữ được kho tài liệu quý giá là chúng tôi đã vui rồi. Còn nếu quý vị không đồng ý giải pháp này mà buộc phải gỡ hoàn toàn thì vui lòng nhắn báo chúng tôi sẽ gỡ bỏ theo yêu cầu của quý vị. Xin quý vị lượng thứ vì kênh còn rất nhiều tài liệu quý giá khác, mọi thứ chúng ta đều có thể thương lượng để cùng nhau phát triển theo hướng có lợi nhất sẽ tốt hơn. Rất mong nhận được sự lượng thứ và phản hồi từ quý vị để về việc xin gỡ gậy bản quyền trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Phương Thơm Audio. Thì sau khi mình gửi cái thơ đó đi thì họ có phản hồi lại. Họ nói là mến chào bạn, trước tiên xin cảm ơn phản hồi của bạn. Liên quan đến đề nghị của bạn, chúng tôi xin được phúc đáp như sau. Một, chúng tôi là WeWe Technology GSC, được công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa sáng tạo Trí Việt First News, đơn vị nắm giữ bản quyền tác phẩm, ủy quyền xử lý các hành vi liên quan đến bản quyền tác phẩm trên các nền tảng công nghệ. Hai, WeWe rất trân trọng tinh thần thiện nguyện giúp đỡ người khiếm thị. Tuy nhiên, trong thời gian qua, xuất hiện loại hình kinh doanh USB sách nói vi phạm bản quyền mà nguồn gốc các file đó được tải và phát tán từ YouTube và những trang thư viện sách nói cho người khiếm thị, gây thiệt hại cho các đơn vị làm sách lên đến hàng tỷ đồng mỗi tháng. Vậy nên các đơn vị phát hành gần đây phải bắt đầu siết chặt về vấn đề bản quyền sách nói. 3. Bên cạnh việc kinh doanh hỗ trợ các đơn vị phát hành bảo vệ bản quyền, WeWe cũng có các chương trình hỗ trợ miễn phí cho người khiếm thị trên các nền tảng vững chắc về bản quyền hơn. Nên sẽ rất vui nếu phía bạn có thể liên hệ hoặc kết nối chúng tôi với những cá nhân hoặc đơn vị liên quan đến người khiếm thị. Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí. Chúng tôi phản hồi để bạn nắm rõ thông tin nhé. Trân trọng, WeWe Team. Thì đó là cái thơ đầu tiên họ phản hồi, nhưng mà họ không có đề cập đến cái việc mà mình xin được gỡ gậy. Thì sau đó qua tôi viết tiếp một cái thơ nữa, tôi nói rằng cảm ơn sự phản hồi nhanh chóng của quý vị, nhưng chúng tôi vẫn rất mong chờ tiếp tục nhận được sự bỏ qua bằng việc gỡ gậy bản quyền từ quý vị để kênh không bị ảnh hưởng về sau. Vì ngoài số sách nói mà chúng tôi đã làm cho người mù từ năm 2005, thì trên kênh cũng còn rất nhiều tài liệu không phải là sách, nên việc dính gậy sẽ gây ảnh hưởng đến kênh. Chúng tôi hứa sẽ xóa hết những sách mà quý vị có yêu cầu. Mong quý vị thông cảm, do mớ sách này làm quá lâu nên chúng tôi cũng không nhớ hết là có bao nhiêu sách. Nếu cuốn nào quý vị yêu cầu xóa, xin vui lòng để lại comment bên dưới clip hoặc gửi email, chúng tôi sẽ hợp tác xóa ngay. Vì thế, việc báo cáo gậy bản quyền chỉ nên áp dụng cho những ai ngoan cố, không có thiện chí hợp tác và không biết sửa sai. Do đây là mớ sách cũ, hồi xưa 20 năm trước, bên trung tâm làm theo dự án cũng lâu rồi. Còn sau này, nhóm đã tan rã, không còn đọc sách nữa.
Và sau này cũng thế, chúng tôi sẽ không làm sách này nữa. Một lần nữa, xin được quý vị gỡ gậy bản quyền hôm qua vừa đánh. Chúng tôi hứa sẽ luôn hợp tác làm theo yêu cầu của quý vị. Mong nhận được tin tốt lành. Xin cảm ơn. Phương Thơm Audio. Thì sau đó mấy ngày sau, họ vẫn chưa trả lời. Tôi đến tới ngày 30 tháng 6, họ vẫn chưa trả lời. Thì trong cái lúc mà họ báo như vậy, tôi đã có cái hành động rồi. Thì tới ngày 30 tháng 6, tôi gửi thêm một cái lá thư nữa. Lá thư này nó rất là dài. Tôi nói, chào quý vị, đã mấy ngày trôi qua, chúng tôi vẫn đang chờ đợi sự phúc đáp từ quý vị về việc gỡ bỏ gậy bản quyền mà quý vị đã đánh vào kênh của chúng tôi hôm trước. Và hiện tại chúng tôi đã chọn giải pháp là sẽ tắt hết toàn bộ sách mà chúng tôi đọc, bất kể đó là cuốn nào, có thuộc quyền quản lý của quý vị hay là không. Và không cho xuất hiện trên kênh YouTube nữa, cho tới khi nào chúng tôi liên hệ được các tác giả, nếu họ cho phép thì mới mở ra, còn không thì thôi, không còn ai thấy nó nữa. Tuy nhiên, do số lượng file quá lớn, lên đến gần 10.000 file, nên chúng tôi cần phải có thời gian để xử lý. Vì luật của YouTube không cho bất cứ hoạt động nào quá bất thường xảy ra, nên mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể ẩn được vài trăm file. Quý vị cũng có thể vào lại kênh để thấy rằng chúng tôi đang cố gắng khắc phục để mong mọi chuyện được tốt đẹp hơn. Còn riêng về bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, thì vào năm, chỗ này tôi biết nhầm, tôi ghi là năm 2007 nhưng mà thực sự nó là 2005 tới năm 2007. Chúng tôi có kêu gọi được một dự án hỗ trợ tài liệu cho các bạn khiếm thị đến trường là chuyển đổi toàn bộ sách giáo khoa phổ thông sang dạng tiếp cận cho người mù. Chỉ làm sách giáo khoa, không làm sách khác. Và ban điều hành Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với nhà xuất bản giáo dục để xin phép họ về việc chuyển đổi toàn bộ sách giáo khoa cho người khiếm thị. Và được đại diện nhà xuất bản giáo dục hoàn toàn đồng tình và tán thành. Thậm chí phía nhà xuất bản giáo dục còn tài trợ toàn bộ các đầu sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 và các loại sách liên quan đến phổ thông để chúng tôi chuyển đổi sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị. Nhà xuất bản giáo dục còn hoan nghênh tinh thần vì cộng đồng của Trung tâm Sao Mai chúng tôi. Họ nói việc này đáng lý ra nhà xuất bản giáo dục phải làm, nhưng họ chưa làm được. Nay có Trung tâm Sao Mai đứng ra hỗ trợ làm, họ rất hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ việc đó. Nên đối với các đầu sách giáo khoa phổ thông thì chúng tôi hoàn toàn đã được sự đồng ý của phía nhà xuất bản giáo dục đã cho phép chuyển đổi sang sách audio. Vì cho dù chúng tôi có chuyển đổi sang sách audio thì bất cứ học sinh nào đi học vẫn phải mua sách giáo khoa, nên điều này không hề gây ảnh hưởng gì đến doanh thu của nhà xuất bản. Sau khi kết thúc dự án làm sách phổ thông, chúng tôi tiếp tục triển khai làm sách đại học và sau đại học vào những năm sau đó, từ năm 2009 đến năm 2011. Ở dự án này, vì là sách của nhiều nhà xuất bản rải rác chứ không tập trung vào một nhà xuất bản giáo dục như sách giáo khoa, nên chúng tôi gặp trở ngại trong việc đi xin phép từng nhà xuất bản. Do nghĩ đây là việc tốt cho cộng đồng, nên nghĩ không ai trách mình làm việc có ích cho xã hội. Do vậy mà chúng tôi đã chủ quan không xin phép từng nhà xuất bản cho dự án làm sách đại học. Thời đó chúng tôi không có đủ tiền để thuê host dài hạn đăng hết mớ tài liệu này. Vì đã có một khoảng thời gian chậm trả tiền host làm cho toàn bộ tài liệu bị đóng băng. Lúc đó tôi chợt nghĩ nếu sau này hết tiền hoạt động là mớ sách này cũng không còn nữa. Bao công sức của hàng trăm con người đổ sông đổ bể hết hay sao? Trăn trở nhiều tháng, tôi mới tìm kiếm xem có giải pháp nào để được đăng và lưu tài liệu miễn phí lâu dài hay không, và đã tìm đến với YouTube kể từ sau cái sự cố không đủ tiền trả thuê host để lưu trữ số lượng file khủng trên website. Nay gặp vấn đề trở ngại ngoài ý muốn gây ảnh hưởng lớn đến nhiều người, chúng tôi hoàn toàn xin nhận lỗi về phía mình với các đầu sách đại học. Trừ các sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đã được nhà xuất bản giáo dục cho phép chuyển đổi, chúng tôi vẫn sẽ giữ lại trên YouTube. Nên chúng tôi đang cố gắng khắc phục sẽ tắt hết các thể loại sách mà chúng tôi chưa được phép của các tác giả cũng như của nhà xuất bản đối với sách đại học.
Chúng tôi chỉ giữ lại bộ sách giáo khoa phổ thông mà nhà xuất bản giáo dục đã cho phép mà thôi. Với thiện chí cùng nhau khắc phục sự cố, tôi không nghĩ phía công ty quý vị lại vẫn muốn tiếp tục gây khó khăn cho chúng tôi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kênh. Vì đó là công sức của nhiều người góp vào mới lập ra nó, đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nó như một đứa con tinh thần không gì so sánh được. Chúng tôi chọn giải pháp tắt hết toàn bộ sách, trừ sách giáo khoa, để giữ cho kênh được an toàn về sau. Mong là quý vị thấu hiểu và chấp nhận thiện chí khắc phục này của chúng tôi mà gỡ gãy sớm cho chúng tôi. Mong tin tốt lành từ quý vị. Xin cảm ơn. Phương Thơm Audio. Thì qua ngày hôm sau, thì sau đó họ có phản hồi lại với tôi. Thì ở cái mail này họ trả lời rõ hơn và mình cũng đã hiểu được nội tình và những cái vấn đề của họ. Thì họ làm như vậy cũng đúng thôi. Thì đây là cái mail cuối cùng mà họ gửi. Thân gửi bạn, chúng tôi đã nhận được phản hồi của bạn và có những phúc đáp như sau. 1. Trường hợp của kênh đã được ghi nhận và báo cho First News. Tuy nhiên do lượng sách bị báo cáo hiện khá nhiều, lên đến cả nghìn tựa từ nhiều channel khác nhau, nên chỉ vừa nhận được sự phản hồi đồng ý gỡ báo cáo vào chiều nay. 2. Khi có được xác nhận từ First News, chúng tôi sẽ gửi email cho YouTube để gỡ bỏ cảnh báo. Nhưng lưu ý rằng việc gỡ bỏ vi phạm chỉ có thể được thực hiện bởi YouTube, chứ QQ không trực tiếp làm. Quá trình này dự kiến kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày tùy vào tốc độ xử lý của YouTube. 3. QQ hiện chỉ đang đại diện xử lý các vấn đề liên quan đến sách của First News. Còn những sách khác thì không có bất kỳ ý kiến hay can thiệp nào, nên việc vẫn đăng tải hay tháo xuống sẽ là lựa chọn của kênh. Cuối cùng, chúng tôi vẫn mong muốn được hỗ trợ miễn phí cho Trung tâm Sao Mai về mặt sách nói cho người khiếm thị, với những công cụ an toàn về mặt bản quyền. Rất mong sau khi giải quyết vấn đề này, phía kênh có thể cân nhắc thêm. Trân trọng, QQ Team. Thì đó là cái kết quả cuối cùng, họ cũng đồng ý tháo gỡ gậy cho mình. Thì đó cũng là một cái tin đáng mừng. Thì dù sao thì qua cái sự việc này thì cái phần lỗi vẫn là mình sai thì mình phải chấp nhận thôi. Còn họ có một cái ủy quyền để đi bảo vệ cái quyền lợi của họ thì họ làm. Nhưng mà ít ra thì mình nói chuyện có tình có lý thì họ cũng thông cảm để mà giải quyết cho mình. Thì cái điều đó thì tôi cũng rất cảm ơn. Còn nếu mà họ không giải quyết thì mình đâu làm gì được họ. Mình xin là một chuyện thôi, còn đồng ý hay không là ở phía họ nữa. Cho nên qua cái sự việc này thì tôi thấy rằng cũng có thể đây là cái lý do để buộc tôi phải rời bỏ cái nghiệp mà nó đeo bám tôi suốt 20 năm. Mặc dù hồi 2 năm trước thì khi mà kênh YouTube gặp sự cố bị tắt kiếm tiền á, tôi đã liên hệ với cái Trung tâm Sao Mai để mà tôi xin lại cái công văn mà nhà xuất bản đồng ý cho phép chuyển đổi audio đó, để tôi giữ phòng thân thôi. Chứ lúc đó thì lỗi không phải là cái bản quyền của bên sách phổ thông. Thì tôi nghĩ lúc đó tôi mới cần đến công văn đó, thì tôi có gọi qua để yêu cầu chụp cho tôi cái công văn đó, thì họ đã từ chối. Và lúc đó tôi đã sốc rồi, tôi đã muốn từ bỏ rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa từ bỏ được. Lúc đó tôi rất giận vì họ từ chối cung cấp cái công văn đó. Và lúc đó tôi thật sự đã sốc rồi, tôi muốn từ bỏ luôn rồi. Nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn chưa thể từ bỏ được. Nó vẫn cứ nhây như cho tới tận bây giờ, buộc tôi phải từ bỏ. Thì cái QQ này thực ra nó lại là một cái động lực để tôi phải có một cái quyết định ngay và luôn. Thì thôi, trong cái rủi nó cũng có cái xui. Thực ra nếu như mà không có cái vụ này thì có thể cuộc đời tôi vẫn sẽ còn đeo bám tới nó nữa, vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn dính dáng. Cho nên thôi, nhờ cái sự cố này mà tôi có thể dứt hoàn toàn được, để tôi sẽ chuyển hướng sang tôi làm những cái mảng khác. Tôi có lục lại những cái công văn mà lúc trước tôi có gửi
soạn gửi cho nhà xuất bản. Thì đây là hai cái công văn gửi cho nhà xuất bản giáo dục do chính tôi viết. Để cho khi mà mình gửi công văn sang trước, báo trước cho họ 1 tháng. Sau đó tới cái lần thứ hai sang làm việc trực tiếp, lại kèm thêm một cái công văn lần thứ hai. Thì cái công văn đầu tiên nó vào ngày 25 tháng 11 năm 2005. Đây là cái công văn trình bày về cái dự án mà trung tâm mình sẽ làm và xin phép được chuyển đổi cái sách đó sang cho người mù. Sau đó thì cái thời điểm đó là do sách đang cải cách, thì phía nhà xuất bản có trả lời là chờ cải cách xong thì để nhà xuất bản sẽ cung cấp đầu sách. Nhưng mà cái dự án của chúng tôi thì không thể chờ mà buộc phải có động thái. Thành ra chúng tôi tiếp tục làm thêm một cái công văn thứ hai và đề nghị là nhà xuất bản cung cấp những cái đầu sách mà chưa cải cách, còn những cái mà đang cải cách thì sẽ làm sau. Thay vì cung cấp một lần một lượt thì cuối cùng nhà xuất bản phải cung cấp tới 2 lượt. Lần đầu họ đưa sách tới lớp 9 thôi, còn sau đó thì họ sẽ đưa thêm sách 12. Thì cái lần thứ hai này ban giám đốc trung tâm Sao Mai đã có mặt trực tiếp tại nhà xuất bản giáo dục và làm việc với họ và chở sách về. Thì cái này là về mặt danh nghĩa thì họ đã đồng ý với tôi. Tôi có trực tiếp đi làm việc cái buổi đó, là có tôi là cán bộ sáng và một bạn cái kia là lúc đó là phó giám đốc khiếm thị và một bác giám đốc cũng là người sáng. Thì sau khi mà nhà xuất bản phản hồi xong và họ cũng có gửi công văn á, thì chính tay tôi đã lưu trữ rất cẩn thận cái công văn đó trong cái tập hồ sơ. Ở cái thời điểm đó làm việc thì chỉ có mình tôi là xài công văn thôi, bởi vì có mình tôi là cán bộ sáng, cho nên mọi cái việc từ A đến Z trong cái trung tâm đó tôi quản lý hết. Không ai biết giấy tờ là gì, không ai biết cái gì. Những người mù thì họ chỉ xài email, họ không có xài giấy, cho nên những cái công văn đi công văn đến này đó là chính tay tôi biên soạn và lưu trữ nó. Thì tôi nhớ rất rõ cái công văn đó tôi cất ở đâu và bìa hồ sơ màu gì nữa kìa. Tuy rằng rất là nhiều lần trung tâm di dời trụ sở nhưng cả cái văn bản đó vẫn được tôi gọi rất là cẩn thận, không bỏ cái gì cả. Thì sau khi mà bên năm 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 hơn hơn gần 2 năm trước á, là cái kênh nó đã bị tắt kiếm tiền rồi do cái lỗi là sử dụng lại nội dung, thì tôi chỉ phòng hờ là lỡ sau này nó dính bản quyền thì tôi mới cần đến cái công văn của nhà xuất bản, thì tôi gọi điện sang để xin được chụp lại cái công văn đó để giữ, để sau này có gặp sự cố gì thì tự mình xử lý, không có làm phiền người ta nữa. Thì tôi không ngờ cái kết quả nó lại không như mình nghĩ. Chẳng là khi mà tôi nghỉ việc á, thì giữa tôi và cái thằng giám đốc nó có cái sự xích mích nội bộ, nó nhùng nhằng về vụ tiền bạc. Thành ra khi nghỉ thì cũng nói chung là trở mặt á, trở mặt trên trên về phương diện cá nhân thôi. Còn về phương diện mà những cái gì tôi đã đóng góp từ mấy năm trước thì đương nhiên ai cũng phải thừa nhận là tôi đã làm được rất nhiều việc cho trung tâm, chứ không phải là kẻ vô dụng. Thì nó lấy cái hiềm khích cá nhân đó mà nó không đồng ý đưa cái công văn của nhà xuất bản cho tôi. Hồng với lý do là bởi vì cái kênh này á, nó nói là đáng lý là phải trả lại cho trung tâm. Mà bây giờ cái kênh này thì tôi tự quản lý thì nó muốn là lấy luôn, thu hồi lại cái kênh này về trung tâm. Thì lý do đó mà nó không cung cấp cho tôi. Bởi vì đây là cái kênh mà tôi tự thấy rằng cái nguồn tài liệu nó sẽ bị không có đủ tiền hot á. Tự tôi tiếc công sức của nhiều người mà tôi làm ra, với tôi làm bằng thời gian của tôi, bằng sức khỏe của tôi, bằng sức trẻ của tôi không có lấy đồng xu cắt bạc lương nào của trung tâm để tôi làm vào cái việc này cả. Hoàn toàn về thời gian rảnh, tôi là người nghiện việc, sau giờ hành chính 4 giờ rưỡi là nghỉ rồi, là tôi đâm đầu vô tôi làm sách tới 12 giờ đêm. Tôi ngồi tôi cắt ghép, tôi ngồi tôi chuyển đổi, tôi ngồi tôi up lên YouTube suốt cả nửa năm trời. Tôi làm bằng 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 sức của tôi mà. Tôi không có lấy đồng xu cắt bạc nào hết, tại vì tôi ở tại trung tâm tôi trực thì buổi tối không có làm gì đâu. Không làm cái này tôi cũng chơi game. Thời gian đó là đang nổi cái vụ nông trại đó.
ăn xong ở không chơi nông trại không à. Thì khi mà có cái này rồi thì tôi không biết nông trại là gì nữa, tôi đã bị cuốn theo cái công việc này, tôi bỏ thời gian chơi nông trại để tôi vào đây tôi làm cái này, đó là cái của tôi mà, công sức của tôi mà, tại vì tôi chừng nào mà tôi làm tôi lấy cái tài liệu đó tôi đem tôi bán thì lúc đó tôi mới phạm, tôi mới sai. Nhưng ở đây hồi xưa đã làm đóng góp là cũng cung cấp miễn phí, và bây giờ tôi cũng cung cấp miễn phí, tôi chỉ là giúp một cái nơi nào đó để lưu lại thôi, chứ tôi không có bán buôn gì đây chứ, cũng là miễn phí phổ biến rộng ra thì tôi đâu có sai chỗ nào đâu. Và cái tên lúc đó tôi chọn đó là Audiobook for the Blind, tôi lấy cái tên đó, nó cũng không có dính dáng cái trung tâm đó. Một cái tên cũng rất là chung chung, không có thuộc quyền sở hữu của ai cả, chỉ có thuộc quyền sở hữu của cái người làm ra nó mà thôi đó. Thì lúc đầu tôi cũng đặt cái tên như vậy, tôi cũng muốn là đây là cái thư viện cho người mù, và lúc đó tôi cũng không có ý định làm YouTube, tôi chỉ nghĩ lưu trữ sách mà thôi. Sau đó thì nó lại vỡ ra nhiều cái, tôi đi nhiều trang web, đi nhiều chỗ, tôi thấy những cái chỗ này hay dạy hay, tôi lại tìm cách tôi thu âm lại. Như là khi mà tôi lên Phao Thoát tôi lại thấy những cái khóa học của ông Sích, rồi của Hạch Cát, rồi của những người dạy trên Phao Thoát, tôi lại thấy nó hữu ích. Thế là tôi lại bỏ thời gian tôi ngồi tôi thu. Tôi thu ròng rã cũng, tôi phát hiện ra cái Phao Thoát từ năm 2012 lận. Tức là nó cũng song song với cái thời điểm mà tôi vừa đăng sách xong, thì tôi chuyển hướng qua tôi làm tiếp cái Phao Thoát. Đó thì tôi chỉ hơi bị bất ngờ vì cái sự hẹp hòi của một cái người mà đại diện cho một cộng đồng. Nếu như một người sáng bình thường thì họ không hiểu gì về người mù á, họ chặn đứng cái quyền lợi đó thì tôi không có ý kiến. Còn đằng này bản thân mình là người đã đồng hành với nhau mấy chục năm để làm mọi việc tốt nhất cho người mù, sau đó lại vì một cái hiềm khích cá nhân mà không cung cấp cái công văn đó để cho tôi không thể đăng được, giữ được file trên YouTube. Ý đồ là như vậy thôi chứ gì, đâu có ý đồ gì khác. Thì sau đó tôi cũng bị một cú sốc đó, tôi cảm thấy rằng ủa vậy thì bây giờ mình làm cho người mù để làm gì? Lúc đó tôi đã lên tôi đổi thành cái kênh tên cá nhân của tôi sang Phương Thơm Audio rồi. Lúc đó tôi lên tôi đổi. Thì tôi chỉ nghĩ rằng bây giờ tôi chỉ đăng vậy thôi, ai cần thì nghe, chứ tôi không phải là dành riêng cho đối tượng người mù nữa. Thì bây giờ nó mới thật sự là hết duyên. Hết duyên thì tôi nghĩ sau này tôi sẽ tiếp tục đổi cái kênh khác, tôi không còn đổi audio nó, tại vì trên kênh ẩn hết sách rồi, đâu còn audio nó đâu. Để sau khi giải quyết xong cái vụ bản quyền này thì tôi sẽ tiếp tục đổi tên sang một lần nữa. Để nó không có dính dáng gì tới sách á. Bây giờ nó không có dính dáng gì tới sách nữa. Thì sau này cái kênh đó cứ để đó. Tại vì cái kênh đó là nó liên quan đến nhiều vấn đề khác, chứ nó không phải là chỉ để kiếm tiền. Thậm chí giờ chả cần kiếm tiền kênh đó cũng được, nhưng mà tôi vẫn không muốn cái kênh đó sập. Nó còn liên quan đến địa chỉ email, nó liên quan đến Google AdSense, nhiều vấn đề lắm. Rồi Google Drive, nó rất là nhiều thứ. Cho nên để ảnh hưởng đến một cái địa chỉ email nó cũng không có tốt. Thì bây giờ ẩn hết sách rồi thì kênh cũng chả có tiền đâu, không sao cả, chuyện nhỏ. Thì họ họ từ chối cung cấp mấy cái lý do là họ tìm không ra. Họ tìm không ra thì tôi có nói là để tôi qua tôi lấy, thì họ không cho tôi qua. À, đó là một cái điểm mà rất là buồn cười. Một cái trung tâm, một cái tổ chức đối với một cái người lạ, xa lạ họ cũng có thể tới trung tâm. Trong khi mình là một đường đường là một nguyên phó giám đốc trung tâm cống hiến 20 năm trời, mà bây giờ muốn ghé lại trung tâm phải được sự đồng ý của thằng giám đốc. Nghe cái câu đó mới là buồn cười đó. Phải xin ý kiến thằng giám đốc xem có đồng ý cho bà nguyên phó giám đốc trung tâm sang thăm trung tâm hay không. Thì nói như vậy là tôi hiểu vấn đề rồi, chứ không phải là họ tìm không ra. Nếu họ tìm không ra họ sẵn sàng mời tôi qua tìm. Đằng này khi mà tôi đề nghị, tôi sợ họ mất thời gian phải đi tìm, họ không cất thì đương nhiên họ tìm cũng khó, tôi hiểu điều đó. Tôi mới đề nghị là để tôi qua tôi lấy cho nhanh. Thì họ phản ứng bất ngờ, bởi vì họ không nghĩ là tôi sẽ đề nghị qua. Thì khi tôi đề nghị qua thì họ phản ứng không có kịch bản, rất là lúng túng, và cái cách từ chối lộ rõ rằng họ không muốn tôi có cái bạn đó. Họ không muốn tôi có cái bạn đó. Thì đó là một cái mà tôi cũng muốn từ bỏ ngay cái lúc, cái thời điểm mà sau cuộc nói chuyện đó rồi. Nhưng mà bây giờ thì thực sự đã giúp tôi dứt khoát hơn, dứt khoát quyết định hơn. Hiện tại thì tôi đã lên ẩn hầu hết các sách mà tôi cảm thấy nó
khả năng rằng là để lâu thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới mình. Có những cuốn sách mà đăng 10 năm, gần 10 năm mà được có 5 7 view thì cuốn đó cũng đâu cần để làm gì. Còn có những cuốn sách mà nó view nhiều quá thì càng không nên để, lại view càng nhiều thì cái chủ sở hữu nó lại dễ phát hiện ra. Đó, thành ra bây giờ để mà an toàn hết thì thôi ẩn hết đi. Vấn đề là bây giờ bên First New họ nói rằng họ chỉ quản lý những cái sách của họ thôi. Còn những cái sách mà không thuộc quyền quản lý của họ thì họ không có ý kiến. Nhưng mà mình đâu có biết cuốn nào là họ phải quản lý, đó mới là cái mấu chốt. Chứ mình không có biết là họ quản lý những cuốn nào để mà mình gỡ. Thì thôi bây giờ cứ gỡ đồng loạt thôi. Thì nguyên tuần nay tôi không có làm việc, tôi bỏ hết công việc qua bên. Tôi đi ngồi tôi ẩn sách mấy nghìn file sách. Ẩn cũng hầu hết rồi, hầu như hết rồi, những sách hay, những sách mà có nguy cơ tôi đã ẩn hết rồi. Tại vì bây giờ chỉ có một cái ông First New ổng ra tay thôi, thì đâu có biết rằng vài tháng sau sẽ có thêm ông Second News, rồi cuối cùng lại có thêm ông Last New, ai biết được. Cho nên có những cái công ty khác họ cũng sẽ tiếp tục, họ đang muốn giống như là đang muốn lấy lại cái quyền lợi của họ. Thì một ông làm xong mà thì sẽ có những ông khác, cho nên để an toàn thôi thì cứ ẩn hết đi để mình tuân thủ đúng cái luật bản quyền đi, kệ nó đi. Thì sau khi mà ẩn á, thì tôi có kiểm tra một số cuốn sách mà tôi thấy nó thật sự cần thiết, giống như là cái cuốn lịch sử Đảng, triết Mác này nọ đó, mấy cái cuốn mà đại cương của khi mà học vô đại học á, thì tôi thấy cái cuốn đó rất là cần. Thì tôi mở ra tôi coi, tôi mở ra từng cuốn tôi coi để tôi xem ai là nhà xuất bản. Thì cái cuốn đó nó là nhà xuất bản chính trị quốc gia. Rồi một cái nữa rằng nó không có những cái công ty liên kết. Khi mà coi một cuốn sách đó, ở bên dưới nó sẽ có một cái tác giả nè, xong cái nhà xuất bản nè, sau đó nó có thêm một cái công ty liên kết hoặc là cái công ty phát hành, đó là cái công ty giữ bản quyền đó. Đó là những cái công ty giữ bản quyền và nó có nguy cơ rằng nó sẽ đi đánh bản quyền mình. Thì ngoài cái First New ra thì nó có rất là nhiều những cái công ty khác. Tôi mở những cuốn sách ra tôi coi tôi mới để ý, thì tôi thấy rằng giờ mới để ý thì mới thấy rằng nó có những cái đối tác thứ ba là công ty liên kết. Thì những cái cuốn nào mà có cái chữ công ty liên kết là tôi ẩn hết, bất kể cuốn đó nó hay cỡ nào. Có cuốn nó lên tới gần 2 triệu view rồi, chỉ có một file duy nhất thôi nhưng mà tôi vẫn ẩn. Thì sau cùng thì tôi chỉ giữ lại có 4 5 cuốn Triết Mác gì đó, vì nó là nhà xuất bản chính trị quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng đã là nhà xuất bản chính trị quốc gia rồi thì thôi vì dân một tí đi, nếu mà sau này họ có đánh bản quyền thì chắc là cũng xin xỏ được. Chứ giờ ẩn luôn cuốn đó thì nó cũng hơi phí thiệt, tại vì khi mà đi học á, ít người ta vẫn mua sách rồi nhưng mà thường thường người ta phải nghe nhiều, cuốn này phải nghe nhiều. Còn để mà bắt người ta phải cứ ngồi đọc đi đọc lại hoài thì mất thời gian quá. Cho nên tôi thấy cái việc này nó cũng không có hại nhiều đến doanh thu đâu. Thì thôi kệ, cứ để thêm một thời gian nữa mấy cuốn Triết Mác đó để cho những người học đại cương họ có thể nghe trong khi ngủ. À, còn đa số những cái sách về tâm lý là tôi tắt hết, rồi sách về xã hội học, rồi những cái ngành chỉ có cái sách và ở cái trường sư phạm mẫu giáo Trung ương 3 đó, là cái mớ sách đó là hồi đó chính các cô giáo ở bên cái trường đó đi sang phòng thu của trung tâm mượn phòng thu để ngồi thu âm. Rồi chúng tôi hỗ trợ thêm cái khâu edit rồi chuyển đổi âm thanh. Thì tôi coi lại những sách đó thì hầu như không có dính bản quyền. Đó là sách của cái trường đó, thành ra vẫn còn giữ lại được. Cho nên ai mà học ở trong cái trường mà sư phạm mẫu giáo Trung ương 3 thì vẫn còn tài liệu, không có sợ. Bản thân sách đó là của trường, với cái nữa giáo viên trường đó đã qua đích thân ngồi thu, không lẽ họ đánh bản quyền tôi. Thì những cuốn nào mà nó thực sự để được thì tôi đã để lại rồi. Những cuốn mà nó không có nhà xuất bản, những cuốn mà do tài liệu của trường nội bộ tự biên soạn thì tôi đã giữ lại hết. Còn những cuốn mà nó có nhà xuất bản, mà nhà xuất bản lạ đó, là tôi ẩn cho nó an toàn. Tôi chỉ giữ vài cuốn có nhà xuất bản giáo dục và nhà xuất bản chính trị quốc gia. Còn những nhà xuất bản mà nó mang tính chất kinh doanh á, là tôi cũng không dám để luôn. Sợ biết đâu mai mốt họ lại phát động phong trào đi diệt quân nữa thì mình cũng phiền. Nói gì nói vẫn còn thấy tiếc một chút, cho nên thôi ráng níu kéo thêm vài cuốn được bao lâu hay bấy lâu. Còn nếu mà thêm một lần nữa thì bắt buộc tôi phải ẩn luôn.
gọi là dứt nghiệp, nhưng mà nó vẫn còn một chút dây mơ dễ má thôi, mọi người thông cảm nếu mà ai mà coi mà thấy cái cuốn sách nào mà thuộc bản quyền của mình mà không muốn cho nó tồn tại á, thì vui lòng nhắn cho mình biết, mình sẽ sẵn sàng ẩn nó đi và gỡ nó xuống liền, không có ngoan cố đâu. Tại vì mình ngay một lúc, một trong vòng có mấy ngày mình phải ra một cái quyết định rất là lớn, thành ra mình cũng còn hơi nuối tiếc một chút, rất buồn, rất buồn, có thiệt là rất buồn. Nhưng mà thôi, nói thiệt là cũng rất buồn, tuy rằng nó có một cái lý do để mình phải quyết định, nhưng mà thật sự mà nói buồn, có buồn, nghẹn ngào đó. Nghẹn ngào đó, có thể khóc được đó. Thật sự á, xuống xuống con, xuống con. Nói chuyện thôi mà. Thật sự thì cái này nó đã ngấm vào máu tôi rồi. Buồn cho nên uống bia không có say. Hồi xưa tôi uống bia nửa lon say rồi, hôm nay không có say, bởi vì không, bia nó không có đắng mà nó chỉ đắng lòng thôi. Tự nhiên sao bồi ngùi vậy trời, hỏi ui 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 rồi. Thì sau đây thì tôi cũng có, tôi vẫn sẽ tiếp tục cái sự nghiệp đọc ha. Nhưng mà tôi vẫn sẽ tiếp tục cái sự nghiệp đọc, chỉ là không đọc sách nữa thôi, không đọc những cái gì mà liên quan đến bản quyền, ảnh hưởng đến nhiều người nữa thôi. Mình sẽ tiếp tục đọc sách, à không, mình sẽ vẫn tiếp tục thu âm, nhưng mà mình sẽ chọn cái mảng khác, đó là mình sẽ chuyển sang mình thu âm những cái văn bản hành chính nhà nước, văn bản điều luật, rồi những cái điều khoản mà cần phổ biến cho nhân dân, những cái nghị định thông tư của chính phủ. Thì cái đó của chính phủ ban ra là để cho nhân dân mà, thì tôi nghĩ giờ tôi đọc cái đó cũng chả có ảnh hưởng gì tới bản quyền cả, ông chính phủ nào dám đánh bản quyền tôi. Thành ra tôi sẽ chuyển qua tôi đọc hướng đó, tôi sẽ đọc những cái văn bản, những cái mẫu mà nó chỉ là một bài viết gì đó thôi, chứ tôi không có đọc nguyên một cuốn sách mà tôi kể tên cả các ông các bà tác giả rồi nhà xuất bản chi cho nó phiền hà đó, không đọc nữa, mệt rồi. À, đôi khi ở đời muốn sống tử tế cũng rất là khó, bởi vì mình, cái dở của mình là mình không thể sống ác được, đó là cái thiệt thòi, thôi chấp nhận. Thì tôi cũng có nghĩ sang hướng khác, tôi vẫn chưa từ bỏ đâu, tôi sẽ chuyển hướng, tôi làm cái hướng khác mà nó không ảnh hưởng. Thì thứ nhất là tôi vẫn muốn có cái để mà tôi luyện cái giọng của mình, và cái thứ hai là khi tôi luyện như vậy thì ít ra nó cũng có ích, chứ bây giờ tôi ngồi tôi luyện không xong tôi bỏ, tôi luyện không tôi bỏ nó phí quá. Cho nên cái tôi muốn là khi mà tôi luyện xong nó vẫn có một cái gì đó giống như là để dành làm kỷ niệm của hồi môn gì cũng được. Thì sắp tới thì những ai, những cái tổ chức của người khiếm thị á, hoặc là cá nhân người khiếm thị nào mà có cần mà đi học á, mà cần tài liệu, thì thực ra mục đích của mình là để cung cấp cho đối tượng đó là chính. Nhưng mà bây giờ cái phía công ty QQ họ cũng đã có một cái hỗ trợ rồi, thì họ giúp mình họ làm rồi, cho nên người khiếm thị vẫn không hề bị thiếu hụt tài liệu. Nếu như các bạn mà cần tài liệu nào cần phải chuyển đổi sang dạng audio thì đã có cái tổ chức đó, các bạn cứ liên hệ trực tiếp bên đó, nói rằng chúng tôi là người khiếm thị hay người mù gì đó đang đi học trường này trường kia, hiện tại chúng tôi cần chuyển đổi cuốn sách này sang audio để phục vụ cho việc học, và thời hạn cần chuyển đổi là từ bao lâu đến bao lâu để chúng tôi có kịp thời gian để học theo chương trình. Thì các bạn cứ gửi mail lên cái chỗ mà họ, cái chỗ mà họ nói với tôi nè,
họ nói mà họ nói là rất mong nếu như tôi kết nối được giữa các người khiếm thị và những cái tổ chức khiếm thị để họ có thể giúp làm sách nói miễn phí. Thì sau này các bạn cứ việc gửi mail lên trên họ và đề nghị như vậy. Thì các bạn có thể nói rằng hồi xưa các bạn từng nghe sách kênh của tôi để đi học, nhưng mà bây giờ do kênh của tôi không được phép để mà công bố nữa, thì các bạn cứ liên hệ với cái công ty WeWe này. Thì có gì mình sẽ để cái email hoặc là cái website của cái công ty đó ở bên dưới cái phần mô tả, để cho các bạn nào cần liên hệ á, đọc sách thì cứ liên hệ trực tiếp, họ có vô website của họ. Rồi họ có bên đó họ có làm ra một cái app. Tôi có vô cái app đó tôi coi rồi. Thì cái app của họ là đối với người sáng á, thì có phải trả phí. Còn đối với họ họ có hứa là họ sẽ hỗ trợ người khiếm thị, thì các bạn cứ mạnh dạn liên hệ với họ đi, không sao đâu. Họ nói rồi mà, họ hứa như vậy rồi thì họ chắc chắn họ sẽ làm, tôi nghĩ là họ sẽ làm. Thì quyền lợi các bạn thì các bạn cứ lên tiếng. Còn bây giờ mình thôi, mình xin rút, mình làm cái mảng khác. Riêng cái nữa mình thấy dân tình mình không có am hiểu gì về luật pháp, cho nên đụng tới luật cái là sợ đái ra quần. Nhất là những cái ông dân nông dân đi lên phường công chứng giấy tờ cứ cúm núm như đi xin xỏ. Nhiều người đi lên xin cái giấy xác nhận độc thân thôi mà cũng bị hành bẻ tỏi, xong rồi cũng phải này kia thấy tội. Mình phải hiểu luật, tôi sẽ đọc tất cả những cái luật liên quan đến quyền lợi của người dân, luật giao thông, luật hôn nhân gia đình, luật này luật kia, luật đất đai. Tôi sẽ lục những cái luật đó ra tôi đọc. Mà tôi không có đọc sách, tôi cũng không đọc sách luật, tại vì luật nó đã in bằng sách thì nó vẫn bị dính bản quyền. Mà mình sẽ đọc những cái luật mà ở trong cái trang web của chính phủ, những cái văn bản mà chính phủ ban hành ra, nó là một cái dạng công văn, một cái dạng nghị định, thì mình cứ lấy cái đó mình đọc, chả có vi phạm gì đâu. Và mình đọc như vậy á, thì cũng giúp mình hiểu ra thêm, biết đâu sau này tôi lại rành về luật sao. Lúc đó ngồi tư vấn cho mọi người nữa hả. Lúc trước tôi đi làm cái giấy chứng nhận độc thân, xong rồi bắt đầu bị bẻ hành bẻ tỏi, sau đó tôi về tôi làm video chia sẻ kinh nghiệm để là giải quyết những vấn đề như vậy. Thì từ cái thời đó xong là mấy năm trời nay là tôi ngồi tôi tư vấn cho hàng nghìn người đi làm giấy chứng nhận độc thân đó. Rất là nhiều người gặp nghe chuyện này chuyện kia, họ cứ lên họ hỏi em thế này thế nọ rồi gì này kia. Rồi tôi không phải là cán bộ phường mà tôi thấy tôi ngồi tôi cứ làm công việc của cán bộ phường luôn à. Đi làm có lần có kinh nghiệm luôn à. Rồi tư vấn tất cả mọi người luôn. Thì đó cũng là một cái cánh cửa này đóng lại thì ta lại mở ra cánh cửa khác. Không sao, nỗi buồn nào thì nó cũng sẽ qua đi. Thì từ từ biết đâu mình cái cánh cửa mới lại giúp cho mình có nhiều cái tốt đẹp hơn, mình đâu biết được. Thực ra mà nói nha, cái mớ sách tôi đọc rất ít người coi, 10 năm trời, gần 10 năm trời, đăng từ năm 2013, 7 năm trời mà nó chỉ có trung bình từ 70 mấy view tới cao lắm là 300 view thôi. Nhưng những cái bài viết mà tôi đọc, những cái bài mà nói về những cái bài bài viết hay mà tôi đọc trên mạng, tôi thấy những cái bài viết mà hay mà nó mang tính chất giáo dục, nó giúp cho con người ta hướng hướng thiện và sống tốt hơn á, thì tôi lại thấy được nhiều view hơn. Đọc những cái đó là nhiều view hơn, không chừng có nhiều tiền hơn nữa. Đọc sách đâu có nhiều tiền đâu, còn đọc những cái bài viết đó lại có nhiều tiền nữa. Còn ví dụ như tôi đọc luật đi, có thể người ta lại nghe luật nhiều hơn. Còn đọc sách là chỉ những ai đi học họ nghe thôi, còn đọc luật thì hầu như ai cũng có nhu cầu nghe. Bây giờ bình thường kêu họ mở ra họ đọc họ lười, nhưng mà nếu họ đang cầm điện thoại hoặc là họ nằm mà chán hoặc là họ đi ngủ họ muốn ru giấc ngủ ngon, họ mở đại cái file nào ra, biết đâu tình cờ lại đúng ngay cái sự cố mà họ đang gặp phải, họ đang tranh chấp nhà đất hoặc là đang này đang kia, tự nhiên cái họ tìm hướng giải quyết, thế là lại ra ra cái bài của mình đó. Thì cho nên thôi, chuyện nào nó cũng vậy, coi như tới đây là hết duyên. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, hết duyên thì là hết nợ à, thì cũng là cách để giải thoát, để mình chuyển hướng sang một cái lĩnh vực khác à, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Ok. Bia không đổ cho nên uống không có say.